Hôm nay coi giải hồ nó le nha anh em. Mật khẩu gì à? Không có mật khẩu, bực cho nhau dứt. Này rất đông cần thủ nha anh em. 11 người, 55 cần. Mỗi người 5 cần nha các bạn. Đó. Từ ở tuốt dưới kia chạy dài lên tới trên đây luôn. Mình bốc ngay số 2. Còn anh em mình bốc ngay con số 4, số 5. Sang. Đây sang. Bốc ngay con số 5. Đó. Dài đây luôn. Nói chung là nhóm mình có 3 người nha các bạn. Người ở rất là xa. Chấp qua ra mồi trước luôn á. Chấp luôn á, tao mồi trước luôn. Cho tao mồi trước luôn á. Mình đi review cho mọi người xem cái bãi cái đã. Review xong rồi mình sẽ ra gần sau. Rất là xa cho các bạn. Tầm trên 100m nha. Tổng cộng là 11 cần thủ. Mỗi người 5 cần. Tổng cộng hôm nay đánh là 55 cần đăng xe. Đây, đây là cái điểm cuối nha các bạn. Đó, đây là điểm cuối nha. Bây giờ anh em bắt đầu xuống cần nè. Đây, thấy không? Hôm nay là một ngày rất là vui nha các bạn nha. Ủa hôm nay mua cần mới rồi anh Hòa. Ghê ta. Quá đỉnh, quá đỉnh, đỉnh, đỉnh. À, chúc anh lên hàng củng. Rất là đông nha các bạn. Hôm nay lâu lắm có một dịp một ngày vui nha các bạn. Gió nó bạc á. Hát thôi. Đồ hôm nay anh chơi một màu luôn ta, giữ ta. Quá dữ, quá dữ. Đây là bàn bàn trước nha các bạn. Lì cái chơi. Chào toàn thể tất cả anh em nha. Mình lì cái chơi. Ở đây mình đam mê, đây là mình đam mê câu cá. Chúc anh may mắn thành công trong giải thi đấu này. Ok. Ok. Chào anh. Đúng rồi à. 5 cái. Rồi giờ mình sẽ về bắt đầu mình ra cần nha các bạn. Hy vọng hôm nay sẽ có cái gì đó nó hấp dẫn để quay cho mọi người xem. Kiếm vài con cá bự bự bự. Cái trô, cái chép hay là cái chấm gì đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình ra cần nha các bạn. Ok, đã gần xong nha các bạn. Bây giờ đợi chờ kết quả nha. Đẩy hả? Ừ. Xanh đi vô tới bờ, vô tới còn mét đi. Rồi, lớn. Lớn. Báo cá nữa. Sao đông dữ vậy? Để cái giờ thẳng đi. Bây giờ có rồi. Mình báo cá đó nha anh em. Con mà thất bại con này phải bắt bắt được. À chịu nó vô. Cái cần này mới chích xuống không? Hỏi. Bỏ anh mà. Đừng có chích xuống đâu. Quá bự rồi. Quá bự rồi. Đâu. Đừng có xanh tô nữa nha. Vô tới đây rồi. Vô tới đây rồi, vô tới đây rồi đó. Tới bờ luôn rồi kìa. Tới bờ luôn kìa. Đâu. Tới đây. Lì xuống là chấm cỏ nữa. Lì xuống là chấm cỏ. Thế. Dính luôn. Dính lại hả?
lại thôi. Đúng không? Trong cỏ các bạn ơi. Trong cỏ nha anh em. Báo cá chấm cỏ nha các bạn. Con này khoảng gần 2 kg các bạn. Ký mấy gần 2 kg các bạn. Kìa. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Hôm nay sảy nhiều quá các bạn ơi. Sảy 4 con rồi đó các bạn nha. 4 con cá chấm rồi đó. À, 6 con sảy 4 con bắt được 2 con các bạn ơi. Được con cá chấm nha các bạn. Có đỡ hơn không? Kìa. Rồi. Rồi chú ăn chú. Chú chiên trái kìa. Được con cá chấm cỏ đó nha các bạn. Con này tầm khoảng 1,5 kg đó các bạn. Con thứ tư nha. Ok. Chấm nha các bạn, còn có 5 nha các bạn. Ok. Đừng lưới chứ. Mày đã ơi. Giờ mà lên con 10 kg mới thắng rồi anh Cộng ơi. Chơi gì đâu mà vàng cần 2 mấy triệu, 30 triệu mà chơi bỏ cuộc sớm vậy. Bỏ cuộc rồi. Mình làm lại, mình lo mình chơi, chạy. Chơi gì không mặt mũi đâu nữa. Ê nè. Thế gì ha, trọng ừ. Thế gì? Thà mình đi trước. Đừng để người ta đụng nói sau. Mình nhông luôn. Mình đi trước. Không? Nhông luôn. Dính lưới là thôi rồi. Anh ơi, mình mới lên cá nha. Cá chấm nha anh em. Con này em mới tập 4 ngày hôm qua nha anh em. Ok. Mới bỏ bú hả? Đây đúng mà. Ok các bạn. Bây giờ là kết thúc cái giải câu lăn xê trong cái hội đam mê câu cá Xuân Lộc nha các bạn.
và đây là bạn Lê Cá Trôi. Hello, là anh em là người đã ban tổ chức tài trợ chương trình này. Đây, bây giờ sẽ anh em sẽ cân cá xem nó có ai nhiều cá nhất. Ok có ba giải nha anh em, nhất nhì ba. Nhất đều có cúp, nhì đều có cúp, mà ba đều có cúp. Có một giải cá lớn nha anh em. Đây giờ giải giờ bạn số 1 cân cá trước. Quay tầm cảnh đem đường nước lên luôn này. Qua đây đi, qua luôn. Quá trời. Đây là cá của bạn số 1 các bạn. Cá chấm và cá trôi. Đây. Ok, giờ em bỏ vô vỏ này để cho ban tổ chức cân cá. Ăn ai qua phụ anh đi ăn. Ăn bỏ đó đi em ơi. Còn má mười mấy con bông trời. Đây 10 tỷ nha. Thôi. Cá nè, ba con, bốn con, năm con, gần 20 con mà, sáu con, bảy con, tám con, chín con, mười con, quay cá đây luôn nè, 11 con. 3 4 19 15 6 18 17 18 con, 18 con chống cỏ nha các bạn. Chứ còn lại từ 7 giờ sáng 8 giờ rưỡi chiều. Để bắt đầu cân cá anh em. Đây là trọng nha, đây trọng nhà, chào mọi người, trọng nhà là nhà ở sân trường nha anh em. Lên. Đâu quá. Rồi, 21 ký. Trừ vỏ, còn 21 ký. Còn 20 ký. 21 ký. Dự vỏ. Nó có mấy lạng à? Rồi xả ra đi. 21 ký 1. Không, mình cứ tính về đi, tí tính luôn cái vỏ luôn. Chủ hồ mua lại 15 ngàn. 21 ký. 21 ký 20. Rồi đó, có ai cân ký bán lại luôn, thả lại 15 ngàn ký nha. Giờ đó, bắt mày không lại. Lấy cái bào trong cái túi đồ. Má không, coi chừng ông đàm xuống nữa nha. Bạn đầu tiên được 21 ký nha các bạn. Mình không biết được bao nhiêu ký đây. Quá hôm nay quá trời sảy rồi, 11 con mà sảy hết 6 con rồi. Quá trời. Rồi đang căng cá lớn rồi. Căng cá lớn chưa? Đổ luôn. Bên kia cá lớn. Đổ ngoài á. Đổ ngoài á, lấy cái vỏ này, vỏ để căng cái khác. Không có nói lớn. Rồi bây giờ đây là sẽ căng tới cái vỏ của đội của mình nha các bạn. Mình có 3 người nhưng mà cũng chỉ có 2 người lên cá. Đây là Sang các bạn. Đây, đội của mình. Thôi. Đây con này bao nhiêu ký ba? 1 ký 8 nha các bạn. 1 ký 8 35. Ký 8 35, chôi đỏ. Đây là lớn nhất trong ngày. Con nào lớn bằng cái chôi đâu. Đây, con này. Không lớn được. Con chất là này lấy hai vậy ba. Đây. Nè, đổi vỏ đó. Đổi vỏ đó. Lấy cá đổi vỏ đó. Không có tin đỡ ba con nó đi. Không qua đường cá chô đâu. Không qua đường cá chô. Không, cái đâu hết rồi. Anh đây mình đang ký hả? Đây là nhì đúng không? Nhì. Sao biết chắc là nhì? Ngàn đâu? 21 20. 5. Ăn đâu? Giải nhì đang tranh đấu giữa hai cần thủ. Đang tranh đấu quyết liệt với nhì nha. Đâu em nhắm cái này đâu. 9. Ba luôn có luôn. Kêu mấy anh em tập trung qua đây, anh em mình làm tấm hình đi. Xong. Anh đừng có cột, anh móc ngang vậy luôn nè anh. Ừ, cái nó ngắn lại vậy đó. Vậy cá đùi vậy nè. Cái này là của anh đúng không? 3 ký. 10 ký.
10 kg. 10 kg đi, 10 kg. 10 kg 50. Dạ nhì. 10 kg 05. Đổ 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 ra. Đuồn cho đỏ bự vậy. Đâu rồi thằng An đâu? Ra. Anh An giờ ta gắn lấy vậy nhất nha. Chị Nhi, chị Nhi. Chị ba. Chị ba, chị ba. Nhi là chạy Nhi. Ba. Đang đấu với đây. Ra còn chưa mày. Chưa biết hả? Chưa biết. Đang đấu à. Đang hết hồn chứ hết hồn. Gia đình trắng bé ăn tự nhiên dùng cá nha, đặng quản gia đình trắng bé ăn không cần đó không nha. Cái đó là không cần rồi, không người hai ba con cần là như ba giải rồi thôi. Ủa vậy anh? Ai ba? Mình có giải đàng hoàng. Con cái chép. Mình rất là không lại đâu. Điểm mà cần ăn ăn với Minh. Bà nói cho hơn rồi. Cân rộng ra ăn luôn. Móc cho luôn. Không, nó có bự á. Bự đi. Không, 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 không lại bên này. Không đi. Cân luôn rộng luôn. Cân rộng luôn đi. Đang đi không lại bên kia đâu. Cho 7 kg mấy à. Cái này nhìn là biết không lại bên kia được sao. Bên kia là 10 kg lẻ 5. Cái này làm gì tới? 7 kg mấy à? 7 kg mấy không 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 qua. 7 kg 260 mà chưa trừ động. Trừ 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 động nữa chứ còn cái động hết ký mẹ rồi. 6 kg 8, 6 kg 7. Rồi còn ai nữa? Cái động hết ký rồi đó. Còn bốn bên đâu? Mình. Em lấy đây em. Mình bạn nhiều bạn. Thì 5 con. 5 con rồi chứ 5 con cái này nhiêu? Cái này 6, 7 con nhiều em mà. Rồi. Con này mới rồi. 7 rồi. 10 đúng không? Rồi, 10 kia. 40 cái cá. Ngày nay nếu mà anh gom hết cá thì chắc chắn mày ở chung mình chứ. Ờ, mình rồi. Không lại rồi, nhìn là biết không rồi. 6 kg mấy à? Sáu kg rộng mà 6 kg mấy là thua, bên kia 7 kg mấy. Rồi, rồi nhất gì ba? Nhất gì ba? Nhất trọng. Ok. Nhì sang. Em quay đi. Ba. Quay đi. Ok bạn, đây là cá của mình các bạn. Hôm nay là ngày rằm, mình nên mình không bắt cá các bạn. Mình thả thì lại từ từ tự nhiên nha. Đây, hôm nay là ngày rằm, mình không bắt cá nha các bạn. Mình thả thì lại tự nhiên hết nha. Ok. Ok, xong. Các em đã được tự do tung tăng. Hôm nay không có giải các bạn à. Thua bên bên kia mấy lạng. Ok. Rồi đem đứng đây ở đây là toàn bộ anh em nha các bạn. Hôm nay là rất là vui nha các bạn. Trời ơi, anh em tập trung vô nào. Trắng ơi. À, hôm nay rất là vui nha. Mà múc né thầy ra đi chứ. Cũng may mắn các bạn là trong đội của đội của mình vẫn đạt giải nhì. Ok rồi. Rồi. Lấy đạt giải nhất. Lấy đạt giải nhất. Trời ơi, quán quân nha Nam. Đây là cúp nha các bạn. Cúp nhất, nhì và ba nha các bạn. Rồi lại đây đi, đứng dàn ngang chụp qua kia kìa. Chụp qua bên họ. Cái chỗ này nhất má. Ôi chưa lấy cái gì. Anh em vô làm tấm hình nào rồi về nè. Đứng ra đi. Cho kìa ăn chụp luôn. Đứng đi gần gần á. Đứng xuống vô. Dàn gần đẹp nhất nè. Dàn gần lưng cá nhiều nhất luôn. Dàn nhất vô đi bạn, mình tập. Đứng qua đây nè, sáng nè. Đứng qua đây sáng nè. Đứng nói chụp tôi thui à. Đứng qua đây sáng nè. Qua đây sáng nè. Nè qua đây sáng này nè, đẹp không? Sáng chưa? Trắng ơi. Lấy nào không? Lấy nào không? Đâu. Kiếm cái nào đó. Đó. Liên quan gì tới con. Ok các bạn, mình thúc video ngày nay các bạn. Hãy ấn like, chia sẻ, đăng ký ủng hộ Nam Eo cá các bạn. Bye.